và phải kiểm tra tính chính xác của tài liệu để sử dụng làm nguồn trích dẫn hay tham chiếu cho luận văn của mình. Về tính đầy đủ, các bạn phải đánh giá xem việc khảo sát tài liệu cần kéo dài bao lâu, có nhất thiết phải tốn nhiều thời gian để tìm kiếm nguồn tài liệu như vậy hay là có thể tiết kiệm thời gian bằng cách dùng các tài liệu khác tương tự để thay thế. Và phải xác định được với đề tài luận văn của mình trong phạm vi mình đã xác định ban đầu thì cần bao nhiêu nguồn tài liệu tham khảo là đủ. Và phải tính được chi phí dự tính cho các nguồn tài liệu, tại vì hiện nay trên thế giới khi các bạn muốn sử dụng các nguồn tài liệu, ngoài những nguồn tài liệu miễn phí thì có những nguồn tài liệu các bạn phải trả tiền để mua được nguồn tài liệu đó sử dụng cho việc nghiên cứu và tham khảo của mình. Và các bạn phải biết được là khi nào thì nên ngừng tìm kiếm tài liệu và bắt đầu chúng ta đã có đủ tài liệu để tiến hành bắt tay vào làm luận văn.